Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bạn bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh lưỡng cực, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần. Tôi là Tom Hoàng của đài SGN. Đến với quý giả mỗi một tuần với một đề tài khác nhau. Trong phòng studio, bác sĩ Teresa Bùi và cô Diệu. Chào hai người. Dạ, chào luật sư Tom, chào bác sĩ Bùi. Dạ, vâng, Teresa xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào luật sư Tom, chào Diệu. Yeah. Abuse và neglect, đó là đề tài ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Teresa Bùi. Dạ, abuse chắc là Teresa với dịch tiếng Việt mình là ngược đãi hoặc là lạm dụng. Còn neglect là khi mà mình hất hủi, mình không có để tâm, để lo lắng cho những người khác. Thì tại sao mà chúng ta nói đến những cái đề tài này trong chương trình Sức khỏe tâm thần? Tại vì những cái culture, cái văn hóa của mình, nhất là khi mà hồi xưa có những cái việc mà có thể là lúc trước đã được chấp nhận là cái việc rất là bình thường ở trong gia đình. Nhưng mà bây giờ càng ngày khi mà chúng ta theo dõi những người mà đã từng bị ngược đãi, từng bị hất hủi, và người ta thấy là sau này có những cái hậu quả có thể lâu dài, mà người ta sau này nếu mà người ta cần được trị liệu tâm lý hoặc là có thể là cần phải dùng thuốc để mà thích nghi, để mà đối phó với những cái xáo trộn trong tâm lý mà người ta cần. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng ta mới nhắc sơ sơ về cái việc này. Và khi mà chúng ta nói tới abuse, ngược đãi, neglect là hất hủi, thì nó có, mình nói tới ba nhóm người, là thứ nhất là con nít, thứ hai là người lớn, domestic là bạo hành trong gia đình, với lại thứ ba là người lớn tuổi. Thì chúng ta sẽ nói sơ sơ về mỗi cái nhóm đó. Dạ vâng, trước nhất mình nói về con nít. Đối với văn hóa người Việt Nam mình, con hư thì bị đánh, bị phạt, bị la lối. Lý do mình nói đến đề tài đó hôm nay thì như nãy Tom có hỏi hai người là thì cái đó là cái bệnh hay là tại sao mà cái đề tài đó mình nói tới trong chương trình Sức khỏe tâm thần? Thì thứ nhất như là Teresa nói hồi nãy là cái văn hóa nó có một cái phần trong đó nữa. Thì hồi xưa cái việc mà đánh con, mà thậm chí không phải là chỉ là khẽ tay bình thường thôi, nhưng mà đánh mà nhiều khi đứa con nít nó bị chảy máu, bị vết thương rất là nặng, có thể là được chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cái quan niệm và cái suy nghĩ này đã khác rồi. Tại vì mình biết là cái hậu quả lâu dài nó gây ảnh hưởng rất là nhiều cho những đứa con nít. Cho nên cái văn hóa nó là một phần trong đó. Nhưng mà thứ hai nữa là bây giờ người ta hiểu được là cái người mà hành hung, cái người mà đánh đập hoặc là ngược đãi người khác, đa số trường hợp không phải là do người đó bị bệnh tâm thần. Có một số trường hợp thì đúng là do bị bệnh tâm thần, nhưng mà tôi sẽ nói là đa số trường hợp không phải, mà người ta chỉ dùng cái đó để mà làm một cái cớ cho những cái hành vi của người ta thôi. Nhưng mà cái người mà bị ngược đãi, cái người mà bị hành hung, cái người mà mình gọi là victims đó, những kẻ bị hại, họ có rất là nhiều cơ hội mà sau này họ có những cái bệnh tâm thần mà cần phải uống thuốc hoặc là cần tâm lý trị liệu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói qua cái đó đó thì chắc Teresa phải nhờ Diệu giải thích thêm. Mình nói abuse, neglect nhưng mà nó có rất là nhiều loại, đúng không? Không phải chỉ là đánh không thôi, không phải là đánh nhau hoặc là hành hạ không thôi, mà nó có rất là nhiều loại. Vâng, thì trong cái abuse thì mình có thể nói là ngược đãi, thì cũng có một số loại. Thứ nhất là mình như là physical, một cái ngược đãi, đánh đập đấy, đánh một cái người nạn nhân đó. Thứ hai là emotional, psychological abuse, hoặc là về cái tâm lý ngược đãi, là họ sẽ nói những cái câu rất là không tốt cho cái tâm lý của người khác, hành hạ cái đồng tuổi trọng của một cái người nạn nhân đó, cái đó emotional and psychological abuse. Thứ ba nữa là gọi là sexual abuse. Cái đó là về sự ngược đãi tình dục cho cái người nạn nhân đó.
và không, cái ba loại này không có cái nào là xấu hơn cái nào khác, nhưng mà lúc mà cái người nạn nhân mà bị ngược đãi và hành hung với những một trong ba loại hay là cả chung ba loại đi, thì như là hình anh bác sĩ Bùi có nói tới là cái kết quả sẽ là những cái tâm lý không bình thường cho cái nạn nhân đó và cần phải có thuốc hoặc là những cái trị liệu tâm lý sau này. Những cái nạn nhân mà bị ngược đãi thì kết quả của những người đó thì rất là, nếu mà không được cứu được sớm thì kết quả rất là xấu. Yeah. Nên hôm nay là mình phải nên nói với cái chủ đề về hành hung và ngược đãi và bỏ bê. Thì nãy mình nói đến là chồng đánh vợ, ví dụ, hay là vợ đánh chồng, cũng đôi khi đó cũng có xảy ra. Nhưng mà cho Tom hỏi một cái ví dụ như vậy, ổng không bao giờ cho tôi đi ra khỏi nhà, ổng lúc nào cũng ghen hết, không cho tôi đi đâu hết, không cho tôi dùng tiền, không cho tôi gọi điện thoại, lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ, cái đó phải là abuse không? Cái người hành hung muốn gọi là khống chế, control, muốn khống chế cái người nạn nhân đó bằng như là hồi nãy luật sư Thâm có nói tới là không được cho dùng tiền, không được cho ra ngoài, tại vì những cái đó là những cơ hội cho cái nạn nhân có thể rời khỏi cái người hành hung đó. Người hành hung không muốn nạn nhân của mình phải rời khỏi mình, nên họ làm những cái cách như là không cho vợ tiền hay là không cho cái người bạn nạn nhân có tiền, không cho nạn nhân có cơ hội ra ngoài, tại vì nếu không thì nạn nhân sẽ rời khỏi được, có cơ hội rời khỏi cái người hành hung đó. Dạ vâng. Thì bây giờ mình nói ngược lại đi, là có những người đàn ông nói bả không bao giờ cho tôi đi nhậu nhẹt, không cho tôi đi coi football, cuối tuần bắt tôi ở nhà cắt cỏ, lúc nào cũng bắt tôi ở nhà, không cho đi đâu hết. Cho Theresa hỏi, luật sư Thông đang hỏi cho khán giả biết hay là luật sư Thông đang hỏi cho luật sư Thông? Ông chỉ hỏi lý do đó là mình nghe những ông nhiều khi phàn nàn như vậy. Tại vì cái chuyện nào cũng có hai bên hết, phải không ạ? Khi mà những bà complain, những ông cũng có thể phàn nàn là bà giữ với tôi quá, khó với tôi quá. Thì trong lúc mình đang định nghĩa cái abuse là gì, thì tôi muốn hỏi bác sĩ và cô Diệu là cái abuse đó nó có đi hai đường không? Có bao giờ đàn bà abuse đàn ông verbally hay là mentally, đó là gọi là ăn hiếp như là tâm thần vậy đó. Mời Diệu. Dạ có, cũng hai đường được. Thường thường thì mình đa số nghe được từ những người phụ nữ, chứ cái trường hợp phụ nữ hơn, nhưng cũng rất ít nghe được từ đàn ông. Tại vì thì trong cái văn hóa của mình ở đâu cũng vậy, thì đàn ông luôn luôn là cái con người mạnh hơn, có cái quyền gọi là có control hơn người đàn bà. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp mà không có được chia sẻ cho người khác là đàn ông cũng có thể bị ngược đãi và bỏ bê. Để mà định nghĩa cái đó thì không biết bác sĩ Bùi có cái định nghĩa chính xác để gọi là cái nào là ngược đãi không? Tại vì dự nghĩ là ngược đãi thường thường là có thể ảnh hưởng rất là nhiều, rất là nặng tới cái tâm lý của một người, con người, một cái lòng tự trọng, một cái tâm lý của con người. Dạ thì như là Diệu nói đó, là cái này nó cả hai đường. Cái việc mà ngược đãi và bỏ bê nó có thể ảnh hưởng tới bất cứ người nào, từ con nít tới người lớn, tới người lớn tuổi, đàn ông, đàn bà, bất cứ màu da nào, bất cứ là người giàu hay người nghèo, cái đó nó không có chia ra cho ai hết. Cho nên nếu như mà thí dụ của luật sư Tom đó, nếu mà một người đàn ông mà họ phải trải qua những bất cứ một cái sự việc nào, dù là người khác nói nặng nói nhẹ, hoặc là người khác cấm không có cho cái này cái kia, hoặc là thậm chí là đánh đập, miễn là cái tâm lý của họ bị xáo trộn, bị traumatized, bị rối loạn, bị ảnh hưởng nhiều, mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người ta, ảnh hưởng đến cái tâm lý khỏe mạnh lâu dài của người ta, thì cái đó mình cũng có thể nói là abuse. Miễn là cái tâm lý của họ mà họ thấy là không có được thăng bằng, họ thấy là không có được ổn, thì cái đó họ cũng nên đi tới bác sĩ, hoặc ít ra tới một người counselor, một người chuyên gia về tâm lý học để mà nói chuyện. Dù nghe là bác sĩ Bùi nói là tức là mỗi cái trường hợp là mỗi khác nhau, cũng tùy lại cái hành động hành hung hay là ngược đãi đó nó ảnh hưởng thế nào tới cái tâm lý của cái người nạn nhân, là cái người client ngồi trước mặt mình. Nếu mà mình một người tâm lý, chuyên gia về tâm lý học, thì cái người ngồi trước mặt mình kể về cái trường hợp của người đó, cá nhân của người đó, thì mình có thể coi cái trường hợp của họ ảnh hưởng tâm lý của họ đến mức độ nào, thì mình có thể biết rằng cái hành động ngược đãi hay là bỏ bê trong gia đình nó gọi là severe hay là nặng đến mức nào trong cái trường hợp của người đó. Dạ vâng. Dạ. Yeah, cảm ơn cô Diệu, cảm ơn bác sĩ Theresa Bùi. Và Tom muốn hỏi thêm về abuse con cái trong nhà hay trẻ em, không phải bắt buộc là con mình, có thể là người trẻ hơn mình trong gia đình và người lớn tuổi như là ba má, neglect. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thêm vậy.